dưa leo baby, chanh 10.000 đồng ký các bạn. Và đây là con đường Phạm Văn Bạch thuộc về quận Gò Vấp rồi các bạn. Nên hôm nay là ngay chợ Phạm Văn Bạch, sức sống thấy bà con người ta bữa nay là buôn bán quá là sôi động và nhộn nhịp, náo nhiệt hơn mấy ngày hôm trước rồi các bạn. Với lại hôm nay là ngày Chủ nhật, lúc này là còn sớm, là khoảng 7 giờ thôi các bạn. Một chút xíu nữa thì bà con mọi người đi chợ ra qua đường này mới đông nè ha. Đó, các bạn thấy sàn hàng rong nè. Rồi bên trong lại đường thì cái bán thực phẩm gà, vịt với là cái thịt nè. Giờ sáng hôm nay thì những lực lượng đô thị á, người ta nghỉ á, bà con được xả vàng á, việc buôn bán ở bên ngoài thì tấp nập hơn. Chứ ngày thường thì đô thị thường hay đi á, nên là bà con người ta cũng bị gượt chạy hoài. Đó, mà hôm nay thì như vậy là sức sống rồi, các bạn cùng đi vào chợ ha, nhìn dòng vào chợ với sức sống nha. Gà vịt. Rồi các bạn ơi, chợ hôm nay vui lắm á, này rộng đầu chợ thôi. Nghiêu. Đây, ốc đẫn. Có cả xe thơm nữa nè các bạn. Rồi phía bên đây thì thịt heo. Thịt heo bây giờ giá thì từ 85 đến 90 ngàn một ký đó các bạn. Còn dài đường phía bên kia luôn đó. Hôm nay chợ là quá là đông và náo nhiệt luôn đó các bạn. Mít vườn. Có người bán từ 15, 20, có người bán 25 tùy theo người bán. Đến đoạn xếp đằng kia thì mới vui hơn đấy các bạn ơi. Đậu câu que thì 25.000 đồng một ký. Đến đằng đây nè, trái cây bà con người ta để những cái sạp trái cây này nè, nhiều loại trái cây luôn. Có ổi nữ hoàng nó 15.000 đồng ký các bạn, loại ổi ít hạt á, táo, quýt thái đó thì khoảng 30-35.000 đồng ký. Nhãn bắc thì 35.000 nè, mận nó 25.000 đồng ký, mận ăn cước mình trái cũng khá to đó. Đây con đường các bạn đi vào trong cái hẻm nó cũng có để bà con người ta để đồ rau cải rồi bán bên trong này các bạn. Chợ này là bán trên một đoạn đường dài khoảng đâu gần một cây số lần đó, bà con ta bày hàng hai bên vỉa hè bán rất là nhiều thực phẩm luôn ha. Chanh 10.000 đồng ký các bạn. Có bông sơ đũa, bông điên điển và bông bí nữa kìa. Và mấy cái xe hàng rong này thì anh chị đó người ta cũng sợ đô thị á, mình cầm camera thì họ hơi ngại các bạn. Gà nhiều quá luôn rồi. Bên ngoài lúc này là xe cộ, bà con người ta lưu thông rồi, các bạn thấy không, xe quá chừng xe luôn rồi. Hiện tại bây giờ thì dịch bệnh nó vẫn còn, nhưng bà con người ta có tâm lý như vậy là các bạn, bà con trong đây thì có thể cũng có nhiều người ta cũng đang có mầm bệnh á, nhưng mà người ta uống thuốc ở tại nhà rồi họ cứ nghĩ rằng là uống thuốc là hết à, nên không có sợ, cứ đi ra bên ngoài rồi có gì thì bệnh thì về mình mua thuốc uống tự điều trị ở nhà. Tép các bạn. Bên trong này là bán cá. Ôi đông quá các bạn ơi.
với công lần sau dịch mở cửa cũng vài hôm thì Sức Sống có đi ghi hình trên cái chợ này còn vắng lắm, nhưng mà đến hôm nay thì bà con người ta đã trở lại buôn bán. Ngày này thì có bán heo bộ đội 70.000 đồng ký sổ luôn, cả quá chừng luôn à. Cá biển nhiều lắm các bạn. Cá biển với là mực. À, bên đây. Dưa leo 10.000 đồng ký. 10.000 đồng ký, cháy non mà nó ngon luôn các bạn. Đây bên đây phía đây nè. Thời gian mà bắt đầu sau dịch xả vàng cho mở cửa trở lại thì ngay khu vực này vắng que lắm, không có ai chân. Giờ hôm nay thì có những cái xe hàng rong đây, bà con người ta để đây quá chừng luôn rồi nè. Và cái con đường đó cũng là tên là Nguyễn Tư Giảng đó các bạn. Rồi hôm nay thì vui quá ha, mừng, cũng rất là mừng cho bà con. Chợ này đặc điểm là có nhiều xe hàng rong luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy vui không nè. Và phía bên đây cũng có xe hàng rong nè. Ngày thường có đô thị được thì chạy thôi. Rau đó là 5.000 đồng một bó. Sò Thái 13.000 đồng ký. Trên vườn 10.000 đồng ký. Không có gì đâu chị. Có cái chỗ này là bán hoa nó hơi rẻ hơn so với mấy chỗ khác đó các bạn. Cái đoạn này là mọi người đi chợ đông nhất luôn nè. Chợ này thực phẩm quá là dồi dào luôn các bạn. Hầu như là đủ những cái thực phẩm hết trơn á. Các bạn tìm mua ở đây là đầy đủ hết trơn á. Nấm nè, các loại cá nè. Cả hai bên đường luôn nè nha các bạn. Quần áo, giày dép người ta bày bán dữ lắm luôn. Hai mươi ngàn năm trái các bạn, bắp nếp đó. Đi chợ thì mọi người thấy có những cái bảng giá tiền vậy nè, là có lẽ là ai cũng thích hết trơn ha. Đây bưởi da xanh đó là 20.000 đồng ký, rau 5.000 một bó đó, mỗi bó tay vào sẵn buộc bùa một sợi dây gì đó các bạn, đó là 5.000 bó một bó gì đó. Có giá tiền thì mọi người đi chợ tiện ha, khỏi cần hỏi trả giá, mình biết cái giá đó là mình ghé mình mua thôi. Để nhiều khi mà như con trai đàn ông á, đi ra chợ người ta cũng ngại trả giá lắm á. Này rau cải thì ngon khỏi phải nói hả các bạn, ở Sài Gòn thứ rau nào nhìn cũng thấy ngon hết trơn á. Nấm này các bạn, bông điên điển nữa. Chợ này bán đồ cũng là giá mềm nữa các bạn, giá rẻ bình dân. Vì ở đây là nhiều bà con cũng lao động á, người ta ra đây đi chợ nên không có bán giá mắc, bình dân luôn các bạn. Với lại có nhiều xe hàng rong đó thì các bạn mua giá nó sẽ rẻ hơn.
quá chừng rau ngon rồi các bạn, rau ngon hết sảy luôn. Trái cây ở chợ này nhiều dữ lắm luôn, mà giá cả thì cũng mua dễ lắm các bạn. Có mận cầu sim đó thì 20.000 đồng ký đó, mận cầu sim 20.000 đồng ký. Sạp quần áo nữa nè, dưa hấu Long An 10.000 đồng một ký, 10.000 đồng ký, nhưng mà trái thì nó hơi nhỏ nhỏ, trái roi roi chứ không được lớn. Đây có loại trái cây này các bạn thấy thèm không ạ? Dưa hấu là trái chín luôn ha, vỏ mỏng luôn. Bắp này ở chợ bán này khá nhiều đó các bạn. Ở bên đây nè có những xe hàng rong nè, bầu nguyên một xe bầu luôn, ngon quá luôn nè. Ngay chỗ này thì bán trái cây, còn sạp này thì các loại khoai nè các bạn. Khoai lân mật 28.000 đồng một ký. Có nhiều loại luôn ha, mỗi loại thì có giá khác nhau ha. Có cắt loại khô luôn nè các bạn ơi. Đến đoạn này là có nhiều sạp cá thắt lát nè, 20.000 đồng lạng. Cô chú người ta lát sẵn như vậy á. À, đây là có một anh này lát cá cũng 20.000 đồng lạng, có một số loại khô nữa nè các bạn. Mấy xe hàng rong này thường thì bán giá cũng khá là rẻ các bạn. Chuối sim đó là 10.000 đồng một ký đó. Sim chuối này được về bằng bánh ăn là vừa, để một hôm nữa ha, một hôm nữa bằng bánh ăn vừa. Đậu 25.000 ký, sáng giờ bán thấy đắt lắm nha. Chợ này nằm trên một cái con đường Phạm Văn Bạch thì cũng xa xa. Cả nhà đi dài theo cái con đường này ha. Dọc theo con đường này thì các bạn thấy không, nhiều loại thực phẩm đó, mình đến đây cũng dễ lựa chọn nữa. Trái cây này có để giá tiền nè, cả nhà lại mình mua thì dễ đúng không các bạn. Xoài có loại 15, xoài thái 10.000, thanh long ruột đỏ 15.000, dưa hấu 15.000, cam này thì 18.000 ký, vú sữa 35.000 ký các bạn. Kể cả hai bên đường bên nào cũng đông đúc người hết trơn ha. Ôi các bạn ơi, thấy bắp cải này ngon chưa? Nè. Rau củ dù cái đầu cũng thấy thèm hết trơn ha. Bắp cải bắc. À đằng đây là bắp cải bắc nè các bạn, để cái sống lại gần gần. Bắp cải bắc mà không để giá tiền bao nhiêu nữa ha. Chợ kéo dài tới đoạn tuốt lần này luôn nè các bạn. Trái cây thì ôi thôi quá, xá trái cây luôn rồi. Bưởi mùa này sao thấy giá nó hơi rẻ hơn lúc trước nữa. Bưởi 20.000, có loại 10.000 cũng trái, bao ngọt.
Bao ngọt, bao ngọt nha. Da xanh Bến Tre nè các bạn. Rồi là gạo cải này ngon quá, xá luôn rồi. Khu chợ này bán mít Thái là rất là nhiều luôn á. Mít Thái nhiều lắm á. À, chỗ này có bán, chỗ bán 15.000 đồng ký nè. Cái gạo sẵn này 15.000 ký rồi hả chị? Gạo sẵn. À, ngọt không chị? Cái chưa gọt cùi thì 15.000, còn cái gọt cùi sẵn là 20.000 đồng ký. Mít Thái ngồi này ngọt lắm nè các bạn. Hỏi Bến Tre 2 ký 15.000 luôn. Cái nào cũng nói bao ngọt hết trơn á. Nhưng mà mình mua thì mình phải lựa cái trái nào ngọt ngọt các bạn ăn bằng kinh nghiệm đó. 15.000 2 ký nha các bạn. Trái ngon quá. Thạch sen. Đây là hướng đi ngược lại phía hồi nãy đó, cho các bạn xem cho nó rõ dễ hơn ha các bạn. Phía bên đây thì buôn bán đồ cũng tấp nập như là cái hướng mà vừa đi hồi nãy vậy đó. Quần áo, rau cải. Vào chợ này thì các bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn ha. Mình mua, mình đi thì thấy cái nào nó rẻ với lại nó ngon thì mình mua thôi à. Xoài Đài Loan đó thường bây giờ là 15.000 đồng ký đó các bạn. Có người bán 10.000 đồng ký. Bí gợ đó là 15.000 đồng một ký. Có cả bí đao mua về nấu nước uống nữa. Ồ, ra thịt nhiều lắm luôn. Đi khu vực chợ nào thấy bà con buôn bán đông đông nhộn nhịp như vậy thì nó rất mừng ha, rất mừng cho bà con buôn bán ở đây. Mặn 25.000 ký, mua mình có thấy giá tiền thì mua thật là dễ luôn. Ổi 10.000, nhưng thậm chí cả vận thân sức sống vậy nè, mua đồ thấy chỗ cái sạp nào mà để giá tiền như đó mình mua mà lại dễ khỏi trả giá. Với lại tâm lý ngại mà đàn ông mình đi ra mua đồ thì trả giá nó hơi ngại hết các bạn. Nhiều người thì cũng ngại ngại á. Các loại ốc nè, ốc bu, nghêu sò có đủ. Đi chợ này không có chỗ giữ xe đâu, thì các bạn đi chợ các bạn sẽ chạy xe đi theo như vậy nè. Chạy xe theo đến cái sạp nào thấy có đồ mình cần thiết thì mình dừng xe lại mua thôi, chứ không có thấy sổ giữ xe. Dưa hấu Long An 13.000 đồng một ký. 13.000 rẻ các bạn. Lúc mình ghé chợ Đầu Gối bán tới 18.000 đồng một ký lận. Mà trái này cũng to to nè. Cam 17.000 đồng ký. Kệ thịt nhỏ nhỏ vậy nè kìa. Hôm nay thấy chợ này bà con tiểu thương buôn bán thấy cũng khá là được đó các bạn. Có sạp bán cũng đắt hàng á. 2 ký 15.000 dưa leo nha, dưa leo hôm nay rẻ rồi. Rau đó thì 6.000 đồng một bó. Trên cây đây các loại trứng nữa nè. Trứng gà, trứng vịt có để giá tiền đó, mọi người mua dễ lắm luôn. Đậu que bao non 25.000 một ký, với 25.000. Đậu que bao non
Sorry Bến Tre. Mấy chị, bầu này là 15 ngàn hai trái nha các bạn. Bầu 15 ngàn đồng hai trái nha các bạn. Cái sạp hàng bên kia bán đắt quá chừng luôn rồi nè. Chỗ thì có người bán đắt, còn cái chỗ thì bán cũng thưa thớt khách. Ngay chợ này có một bách hoa xanh luôn nè. Có một số loại tôm luôn nè các bạn. Tôm, mực, hải sản, dưa leo. Đây đây, ngay đây dưa leo, cái này rẻ lại nè, 10.000 đồng ký mà trái to to luôn. Đây có mấy xe hàng rong nguyên một đoạn gì nè, các bạn thấy vui không? Ổi 15.000 đồng 2 ký, trái lớn lắm luôn. Thanh long, bưởi, sabo 20.000 đồng 1 ký. Đây là 20.000 đồng 1 ký ha. Còn trái mãng cầu sim nữa nè. Trái mãng cầu sim này là 20.000 đồng 1 ký. Dưa long an 10.000 đồng 1 ký. Trái rất là to. Cam sành Hà Giang sổ rẻ. Đây, xe trái cây các bạn thấy ngon không? Và nguyên một đoạn đường này thì cũng có bà con người ta bán hàng. Ở phía trước đông người lắm á. Đây cũng có xe hàng bông nhỏ nhỏ nè. Ngay đây là thao trường huấn luyện quân sự quận Gò Vấp. Ngay chỗ vừa này là hầu như là suốt thời gian dịch đó, sẽ thấy chỗ này bắn cam, rồi lúc nào cũng có bắn cam hết trơn các bạn. Hôm nay thì có bắn chuối nữa nè. Dưa leo 10.000 đồng ký, ai cũng mua hết rồi nè. Dưa leo non nha, dưa leo mà trái là nhỏ 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 đó. Dưa leo baby bao ngon luôn, 10.000 đồng ký. Xe chè này ngày nào cũng có bán hết trơn nha. Đến đây là đã hết đường chợ rồi, nhưng cũng có một vài gian hàng bà con người ta cũng bày bán hàng trái cây, rau cải này bên trong nè các bạn. Bây giờ thì thiết sống để chạy ngược ra lại đường Phạm Văn Bạch, còn một đoạn nữa là mình chưa đi qua, thiết sống sẽ đi qua cho các bạn quan sát luôn nha. Gần chợ này thực phẩm quá chừng luôn, mình muốn ăn uống gì cũng tiện hết trơn á.
rào cái thực phẩm ở đây nhiều lắm luôn các bạn ơi. Đó, mọi người thấy xem không, rào cái gì quá xá luôn, quá xá quá xa luôn ha. Đậu ve 18.000 đồng một ký. Baby 10.000 đồng ký, giá này rẻ.